Xin chào quý bà con chăn nuôi. Hôm nay tôi tiếp tục trao đổi với quý bà con chăn nuôi về một cái chủ đề ở trong chăn nuôi. Đồng thời tôi muốn giới thiệu một về một cái sản phẩm mới của công ty cổ phần Eco Nam Dũng, đó là cái sản phẩm Sumono 240. Thế thì chúng ta biết rằng là hiện nay trong chăn nuôi gia cầm nói chung, cái điều kiện là đông xuân, cái mùa đông xuân ẩm thấp, mưa phùn này thì đang xảy ra cái bệnh gia cầm rất là phổ biến do cái điều kiện ẩm ướt, là cái bệnh ký trùng đường máu trên gia cầm, bệnh đầu đen hay gọi là bệnh kén ruột, bệnh côn trùng hay là bệnh tiêu chảy. Thì bốn cái bệnh này đang xảy ra ở cái điều kiện mưa phùn này rất là nhiều, thì bà con chăn nuôi cần lưu ý. Thế thì chúng ta biết rằng là để điều trị ở cái bệnh ký trùng đường máu, bệnh đầu đen, bệnh côn trùng, đây là ba cái bệnh mà chúng ta không thể sử dụng những cái kháng sinh thông thường như là tyroxin hay là enro hay lucin hay là amoxicillin hay colitin để điều trị những cái bệnh ký trùng này. Đặc điểm của cái ba cái bệnh này thì chúng ta phải sử dụng cái nhóm sản phẩm khác, đó là cái nhóm sản phẩm thuộc cái nhóm sulfamid. Thì chúng ta trong cái nhóm sulfamid đó thì có những cái sulfamid có tác dụng với bệnh là ký trùng đường máu, bệnh đầu đen, đồng thời có tác dụng luôn được với cả bệnh côn trùng, đó là cái sulfadimethoxin hay sulfamonomethoxin. Thế thì cái sản phẩm Sumono này là một trong những cái sản phẩm mà sự phối hợp giữa sulfamonomethoxin và dimethoprim theo cái tỷ lệ là 5:1, 5 sulfa và 1 dimethoprim với cái hàm lượng rất là cao là 20% và 4%. Thì đặc điểm của sản phẩm này, đây là một sản phẩm thuốc dạng nước uống điều trị bệnh trên gia cầm, đặc trị bệnh đầu đen, ký trùng đường máu, tụ huyết trùng, côn trùng, ghép tiêu chảy, ghép hen, đặc biệt là rất hiệu quả đối với những bệnh mà nặng trên gia cầm. Thế thì chúng ta biết rằng là cái bệnh ký trùng đường máu và bệnh đầu đen hay bệnh côn trùng là do những cái ký sinh trùng hay những cái đơn bào. Ví dụ như là bệnh ký trùng đường máu thì đặc điểm của bệnh là gây cho con gà có cái biểu hiện gầy và máu cắt tiết thì là khó đông, hay người ta gọi là bệnh máu loãng lắm. Thì khi mổ ra thì con gà là có cái biểu hiện là xuất huyết ở cái đường tiêu hóa, xuất huyết ở trên gan, lấm tấm ở trên gan, và đặc biệt là trên cơ ngực thì hay cơ đùi thì cũng có cái biểu hiện là xuất huyết lấm tấm. Đây chúng ta có thể là dẫn dễ bị nhầm đối với cái bệnh Umbro ở trên gà. Cái bệnh ký trùng đường máu ở trên gà này thì khi gà thì tiêu chảy là có một cái đặc điểm là phân là loãng và phân có màu xanh lét, thì là cây phân xanh lét, đây là một trong những đặc điểm mà chúng ta phân biệt với những bệnh khác. Bệnh thứ hai là cái bệnh đầu đen, hay người ta gọi là cái bệnh kén ruột, bệnh xương gan thận. Đây là một cái bệnh do Histomonas gây ra. Thế thì đặc điểm của cái bệnh này thì là cái quan sát bên ngoài thì con gà màu hay đầu có cái biểu hiện thâm tím. Chính vì cái đặc điểm đó, người ta có thể từ cái đặc điểm đó người ta gọi là cái bệnh đầu đen. Cái thứ hai, khi mổ con gà ra thì ở cái manh tràng thì xảy ra những hiện tượng kén tạo thành những kén đặc cứng ở đó, có thể thành những cái đoạn dài từ đóng kín vào cái manh tràng đó, cũng như là cái bệnh kén ruột, đặc điểm ở trên ruột cái đoạn manh tràng. Cái thứ hai nữa là gan của con gà bị bệnh đầu đen thì có là cái biểu hiện là ngoại tử lõm xuống theo cái ngón lộn ngược, đó là cái đặc điểm của cái bệnh đầu đen. Cái bệnh thứ ba nữa là cái bệnh cầu trùng, thì chúng ta biết rằng là do một cái loại ký trùng có cái vòng đời là từ nó có thể kéo dài từ 7 đến 14 ngày, bằng cái việc là trong quá trình phát triển của nó tạo ra các mãn nang, vòng đời của nó một phần trong cơ thể con nuôi, trong cơ thể con gà, cơ thể con lợn, cơ thể thỏ, là ba loại vật nuôi hay mắc cầu trùng. Thế thì ngoài ra thì cái vòng đời những mãn nang của nó có thể ở bên ngoài môi trường. Chính vì do cái đặc điểm của vòng đời nên điều trị bệnh cầu trùng chúng ta cần có một cái điều trị, một cái liệu trình khác, những bệnh khác. Các bệnh khác nói chung thì chúng ta điều trị từ 3 đến 5 ngày là
có thể là giải quyết được bệnh. Nhưng đối với bệnh cầu trùng, bệnh vi trùng nói chung thì chúng ta phải cần quan tâm đến cái vòng đời của nó. Ví dụ như cầu trùng thì là điều trị là 3 ngày cho uống thuốc, sau đó chúng ta duy trì cái liều phòng trong 2 ngày, sau đó chúng ta cho uống thuốc tiếp 2 đến 3 ngày nữa thì mới hết một cái vòng đời của con cầu trùng để giải quyết được bệnh. Thế thì ba cái bệnh này đều có một đặc điểm là không sử dụng những cái kháng sinh thông thường để chúng ta điều trị được. Chúng ta phải sử dụng cái sản phẩm mà có cái thành phần là sulfadimethoxin hoặc là sulfamethoxin. Thì sản phẩm Sumono 240 là một sản phẩm là giải quyết được cái bệnh ba cái bệnh đó cùng một lúc, cùng với việc là nó có thể ghép với bệnh tiêu chảy. Sumono 240 là điều trị tín trùng máu, bệnh đầu đen, bệnh cầu trùng và bệnh tiêu chảy ghép, đặc biệt là rất hiệu quả với bệnh nặng. Thì chúng ta biết rằng cái cơ chế tác dụng của cái sulfamid nói chung, trong đó có sulfamonomethoxin có trong cái sản phẩm Sumono 240 này, thì chúng ta biết rằng trong quá trình phát triển thì là vi sinh vật nói chung, tổng hợp cao hay vật còn thấp thì đều có cái quá trình là tổng hợp với acid folic. Acid folic là một cái cơ chất rất quan trọng trong quá trình tổng hợp tạo nên cái vật thể vi sinh truyền, đó là cái ADN. Thì trong cái quá trình tổng hợp cái acid folic đó thì vi vật cần lấy một cái cơ chất ở bên ngoài cho vào cơ thể, đó là có tên là paraaminobenzoic acid, người ta gọi viết tắt là PA, BA. Thế thì cái cơ chất này nó có cấu tạo gần giống với cái sulfamid nói chung, trong đó có sulfamonomethoxin. Thế thì trong quá trình tổng hợp, khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm có thành phần sulfamid này để điều trị thì vi sinh vật sẽ sử dụng nhầm cái sulfamono thay cho cái PABA đó, bởi vì cái sulfamid nó có cái ái lực mạnh hơn cái PABA đó, cho nên là nó sẽ chiếm cái vị trí mà quá trình vi sinh vật tiết men ra để tổng hợp những cái cơ chất để tạo ra cái acid folic đó, thì dẫn đến cái quá trình tổng hợp là cái acid folic bị cản trở, dẫn đến vi sinh vật không thể tổng hợp và phát triển được và bị tiêu diệt. Cái thứ nữa là trong quá trình mà điều chế nghiên cứu phát triển cái sản phẩm thì người ta thấy rằng là sự kết hợp giữa sulfamid nói chung với trimethoprim tạo nên một cái sản phẩm liên đồng. Thì là người ta thấy rằng sulfamid thì tác dụng trong cái giai đoạn 1 của quá trình tổng hợp acid folic, còn trimethoprim tác động trong cái giai đoạn 2 của quá trình tổng hợp acid folic. Và người ta còn tìm ra một cái điều rất là đặc biệt là khi phối hợp theo tỷ lệ 5:1, 5% sulfamid và 1% trimethoprim thì dẫn đến tác dụng hiệp đồng, làm cho sản phẩm có tác dụng mạnh hơn, phổ rộng hơn. Thì cái sản phẩm Sumono 240 này thì cũng được phối hợp theo tỷ lệ là 5:1, 20% là sulfamonomethoxin và 4% là trimethoprim, tạo một cái sản phẩm có hiệp đồng rất cao, có tác dụng mạnh và rất là hiệu quả. Thì với cái sản phẩm này thì chúng ta sử dụng là như sau, là chúng ta sử dụng với cái liều chung của 1 ml trên 10 đến 15 kg thể trọng, 10 đến 15 kg thể trọng, thì chúng ta có thể là pha 1 ml trên 2 lít nước để chúng ta điều trị trong quá trình điều trị đó. Thế thì sản phẩm nó rất là phù hợp trong quá trình là bệnh chăn nuôi trong các quy mô khác nhau, như là quy mô trang trại thì chúng ta có thể sử dụng những cái chai 1 lít, hay là quy mô nhỏ hơn thì chúng ta công ty có những cái quy cách nhỏ hơn 100 ml hay 200 ml, tiện dụng cho quý vị là nhà chăn nuôi. Thế thì để giải pháp lựa chọn cái sản phẩm Sumono 240 cho điều trị bệnh gia cầm nói chung là một giải pháp hiệu quả đối với bệnh ký trùng đầu máu, đầu đen, cầu trùng và tiêu chảy ghép. Đây là một giải pháp hiệu quả, an toàn, kinh tế, và Sumono 240 là một sản phẩm của công ty cổ phần Eco Nam Dũng, được phân phối tại các đại lý hay nhà phân phối trong cả nước. Quý bà con chăn nuôi có thể tìm mua những sản phẩm này tại các đại lý, và nếu cần tư vấn có thể liên hệ theo số hotline của công ty trên bao bì trên trang web của công ty. Xin cảm ơn quý vị.